Welcome to Andy Quiz Show. Show. Andy Quiz và Jenny Hiền trở lại sau phần thông tin thương mại. Và tiếp theo, quý vị vừa thưởng thức một đoạn của video Jenny Hiền. Mong rằng tất cả quý vị yêu thích nó. Thì nếu mà quý vị không có một cái comment hoặc là có cái comment rất tốt hay là quý vị yêu thích, xin gọi điện thoại về để chúc mừng cho Jenny Hiền. Và để tiếp theo thì anh cũng xin hỏi một câu là em đến từ Texas đúng không? Thì cái kỷ niệm nào mà em khi anh biết em định cư ở California và sinh hoạt về văn nghệ, thì khi mà em trở về hometown Texas, thì cái cảm giác là em có cái kỷ niệm nào vui nhất của em đối với những người bạn ở đó và cũng như là gia đình em không? Cái kỷ niệm của em vui nhất là dĩ nhiên được về Texas, tiểu bang mà em lớn lên, em grow up there, em ca. Thì khi mà đến ở ca thì được nhiều sự ủng hộ của mà bạn bè với gia đình, thì đó là một cái kỷ niệm vui của em. Thì tới dẫn đi ăn là đi chơi những cái chỗ mà ngày xưa hồi bé khi chưa đi ca đi chơi, cho nên đó là những cái kỷ niệm vui. Em nhớ lại những cái kỷ niệm lúc em còn ở trong trường. Anh biết là em hát nhạc về kích động, thì em hát nhạc New Wave rồi em hát nhạc sống động. Khi mà em trên sân khấu em trình diễn thì tất cả các bạn wow, nhảy nhót này kia, enjoy như vậy, thì em thấy rất là sống động. Anh đã có xem em qua một vài chương trình, thì em có thể cho tất cả các bạn trẻ biết thêm cái kinh nghiệm của em từ đầu em học ra, hay là em phải đi học và làm thế nào em có những cái dress, tức là những cái phong cách, tư cách khi mà em trình diễn các bài nhạc sống động như vậy không? Lý do em lựa về cái nhạc kích động bởi vì em cũng là thích nhảy. Em cũng đã từng đi học nhảy, và bạn của em là bằng Mỹ, mà hỏi mấy người bạn của em có studio riêng á, bao nhiêu năm trời em chơi với người ta bạn, dĩ nhiên thì em ảnh hưởng về cái nhảy. Với là hơn nữa, ba em cũng nhảy, trong cái gene ba nhảy giỏi lắm, ballroom, he's a good ballroom dancer. Em nhớ hồi nhỏ đi chơi đi hát hay là đi đâu, ba em dẫn em đi theo, đi qua mấy concert đó. Em nhỏ không biết thì ba cứ dẫn đi theo chơi, xong ba em chỉ em nhảy Vans, là tango, rumba, ba cha cha, ba em chỉ hết. Như vậy so, em đã có cái gene. It's in the gene already. Bố em là rất là thích về khiêu vũ và khiêu vũ rất là hay. Đó là cái điều cũng rất là hay ở trong, nếu mà trong một cái gia đình mà có người hướng dẫn em. Ngoài ra, anh biết em sinh hoạt văn nghệ, em đi trình diễn show, em hát, rồi em đi học, và em có cái nghề cũng như cái career, cái công việc hàng ngày của em là em làm cái gì nè? Thì em cũng tốt nghiệp đại học 4 năm rồi, thì em dạy cũng một thời gian, xong rồi thì cái kinh tế nó thay đổi, thì cái sự sở thích của em cũng thay đổi, cho nên em muốn bây giờ đang trở qua là học thêm để mà become có nghĩa là dược tá, phụ tá dược sĩ, là pharmacy tech. Đó cũng là một cái nghề rất là good, tại vì em làm về không phải là trị bệnh, nhưng mà em biết về thuốc giúp cho những em, người đúng rồi, người ta cần đến gọi là sự giúp đỡ của em. Anh biết là em đã ra mắt CD, em đã làm cái CD ra mắt ở tại vũ trường AVEC, đúng không? Thì em có thể cho anh biết là trong tương lai em có làm một cái CD nào mới hay là một cái plan nào mới cho tất cả các bạn trẻ biết. Tại vì hình như là em có nói với anh đó là kỳ rồi, khi mà em ra mắt cái CD đó thì không có đủ cái chỗ để cho tất cả quý vị thưởng thức, đúng không? Right. Thì hiện tại bây giờ em cũng đang có thâu mấy bài bắt đầu, thì eventually, thì trong tương lai em hy vọng sẽ có cơ hội để mà ra mắt cái băng khác nữa, hoặc có một cái show, live show gì đặc biệt đó cho em. Tại vừa rồi khách còn vào mà quá đông đi, cho nên vào sớm nữa mà quá đông, mà cho nên không có chỗ đủ chỗ cho khách ngồi. Cho nên hy vọng lần sau có đủ chỗ để mà khán giả nào mà không có được cơ hội thưởng thức Jenny trình diễn thì sẽ trở lại cùng vui với Jenny thêm một lần nữa trong tương lai. Trong cái CD này đó, để nói thêm cái CD này thì anh thấy nó có cái bài Ti Amo, tức là My Love, người yêu, phải không? Rồi nó có bài Love mà sắc màu tình yêu. Thì chung quy cái CD là toàn là nhạc yêu không? Nhạc từ để lòng yêu mà từ broken heart ngồi lần sau. Thì chắc chắn là
Cái CD này nếu mà quý vị nào chưa có thì chắc chắn đây là một cái CD mà để cho tất cả quý vị sẽ thưởng thức những nhạc phẩm tình, đúng không? Và cho nói thêm là trong cái CD anh thấy cái bìa có nguyên một trái tim như thế này. Trái tim này là trái tim của ai, và của Johnny hay là của ai? Trái tim này Jenny này dâng đến cho mà cho khán giả, khán giả, và hy vọng khán giả nghe xong á sẽ yêu mến Jenny thêm nữa. chắc chắn là Andy Chris nghĩ là tất cả các bạn trẻ cũng như tất cả quý vị sẽ yêu thích cái cuốn CD này, với một trái tim rất là đẹp, ok, với lại một cái hình chụp rất là nóng bỏng, rất là sắc sảo. Vậy thì bây giờ nói em chứ, trong cái đời sống, cái ultimate goal, tức là những cái điều gì em mơ ước nhất? Mơ ước thì em có rất nhiều, nhưng mà anyway em cũng phải nói gần nhất, tóm tắt lại everything in a nutshell, là cái mơ ước của em là dù cho em làm cái gì nữa, em lúc nào cũng được niềm vui trong trái tim em ấy. Đó là một cái mơ ước. Em không cần phải giàu có hay là whatever, giống như win a lottery hay là cái gì đó. Mà mỗi người mỗi cái mơ ước khác nhau, nhưng đó là cái mơ ước của em. Okay, em chỉ đem đến cái niềm vui cho mình. Dạ, những cái gì mà em làm mà em vui được, là em thấy hạnh phúc, là đó là cái niềm vui của em. Ngoài ra em có làm chuyện những cái công việc sinh hoạt về charity? Dạ dĩ nhiên rồi, em rất là thích làm đó là trong một cái niềm vui của em. Em đã làm được. Dạ, em làm được cái gì mà em giúp đưa một tay ra để mà giúp đỡ những người khác, hay là những chỗ nào á, mà giống như mấy nhà thờ em đi hát đi, em cũng phụ những nhà thờ, ví dụ đi xin tiền. Có cái chữ nói hay là xin tiền. Tức là đi quỷ lạo. Giúp cho những cái người để cho nhà thờ, đúng rồi. Nhà thờ giúp đỡ cho cộng đoàn. Có cơ hội giúp lại này, thì đó là niềm vui của em luôn đó. Rất hay, tại vì anh nghĩ là một người trẻ như em hoạt động sinh văn nghệ, xong rồi em làm những chuyện từ thiện, xong rồi em còn đi làm, em đi học thêm, đó là những cái điều rất là hay. Vì thời gian cũng không cho phép chúng tôi ngồi đây để mà tiếp chuyện nhiều hơn. Hy vọng rằng trong bao nhiêu phút vừa qua sẽ góp cho tất cả quý vị một vài niềm vui, và mong rằng tất cả các bạn trẻ sẽ đón nhận CD Broken Heart của Jenny Hiền đến tay của tất cả các bạn trẻ. Trước khi chúng tôi chia tay, xin mời em gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ. Jenny, cảm ơn các bạn trẻ, quý khán thính giả của đài VBS. VBS. nói nhiều quá cái tự nhiên bị vấp cái ấy. Và anh Andy Chris cho Jenny một cơ hội để mà chia sẻ. Ok. Bắt đầu lại. Okay. Trước khi chia tay, Jenny Hiền xin cảm ơn quý khán giả của đài VBS cũng như là anh Andy Chris cho Jenny một cơ hội để mà chia sẻ cũng như là tâm sự những cái hoạt động vừa qua của Jenny cho quý khán giả biết. Và mong rằng quý khán giả lúc nào cũng đừng có quên tới Jenny, và chúc quý khán giả một ngày hạnh phúc. Chắc chắn là anh nghĩ là không ai quên được Jenny, là tại vì cái CD Broken Heart là nó mãi mãi nó sẽ in vào trong lòng tất cả các bạn trẻ. Và để trước khi chia tay, Andy Chris xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị, và mong tất cả quý vị cũng như các bạn trẻ hãy gọi về 714-843-1888 hoặc là 703-980-8307, email andychris@vbstv.com. Và cũng không quên, tất cả các bạn trẻ muốn tham gia chương trình của Andy Chris Show, xin liên lạc với Andy Chris. Và chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh? Từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Biết gì ai cần biết anh? Người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi hơn.
trên đỉnh núi câu hờn dỗi. Trong anh xuân sang, anh là gió em là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lụi tan để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho ngày sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đùa mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong anh vì muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nên mình chẳng sao.